Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn sưởi hay chúng ta thường gọi là dàn két nóng trong xe của xe Kia K165, hay chúng ta thường gọi, anh em thợ chúng mình hay gọi là Kia 1.4. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon trực thuộc tập đoàn Dowon của Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 0K60A61A10. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp như thế này. Đây. Về những cái ký hiệu này thì thôi em không giải thích nữa nhé, để đi thẳng vào tìm hiểu chi tiết của sản phẩm luôn. Đây chính là cái quy cách đóng gói của nhà máy để khi mà đóng lên công để gửi về cho chúng ta đấy. Đây, mỗi một chiếc sản phẩm thì sẽ được để trong một chiếc túi có xốp bóp như thế này. Đây chính là cái hình ảnh tổng thể của chiếc dàn sưởi. Đây là hai ống để chúng ta ra cút nước của dàn sưởi nhé. Đây, và đây chính là cái két sưởi của nó này. Đó, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đó. Đây. Anh em chờ em một chút để em lấy cái thước em đo cho nó rõ ràng để cho anh em cũng dễ hơn. Và với cái dàn sưởi này thì chúng ta sẽ có thông số là chiều ngang của nó là 17, chiều cao của nó sẽ là 19, và cái chiều dày của nó thì nó sẽ rơi vào là 2,5. Đó. Về cái nguyên vật liệu để sản xuất cái dàn sưởi này thì như em cũng nói, trong cái hệ thống của ô tô từ những năm 2000 trở lại đây thì từ két nóng, két nước, két gió turbo hay là két turbo hay két sưởi, dàn nóng, dàn lạnh thì đến 95% nó sẽ là được sản xuất bằng nhôm. Đấy. Đây là các tép nhôm cao cấp đấy. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái dàn sưởi hay là dàn sấy nóng trong xe của xe Kia 1.4. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.